Số xin kính chào toàn thể các bác nhé. Hôm nay em rất vui được test và đóng hàng gửi đi cho bác Nguyễn Tấn Lợi ở tỉnh Sóc Trăng. Vâng, em trước tiên em xin cảm ơn bác ạ. Đây sản phẩm của bác đây, anh em chúng em đây vừa khui thùng, đập hộp để test thử chất âm này trước khi gửi đi cho bác ạ. Đây là chiếc xúc B3, mã là 717. Sản phẩm của bác đã lựa chọn. Hàng gửi đi bên em thì gồm có dây nguồn và em có tặng thêm bác mấy mét dây kết nối ạ, để lấy tín hiệu âm thanh vào. Và một phần quà nho nhỏ đó là một chiếc một gói trà. Trà này là trà Việt Nam ạ, trà quả Thái Nguyên ạ. Rất là thơm ngon. Hôm nay em sẽ test được chất âm cho bác nghe nhé. Đây em đang bật súp đây để cho bác nghe nhé. Bắt mặt để căng bằng thép được sơn đen chống gì. Bác nghe thấy phê không ạ? Tiếng trống đánh ra nội lực rất cao, tiếng bass rất tròn, rất sâu và ấm. Đấy, bác nghe này, em vừa tắt xúc đây, bác nghe thử nhé. Mặc dù được đánh bằng một chiếc đẩy bass và em qua cho bác 30 thì em tắt tiếng xúc đi. Đấy, hiện giờ em đang tắt xúc đây, bác tự cảm nhận nhé, tự so sánh nhé. Và giờ em mở tiếp này. Bác Tấn Lợi, anh em chúng em vừa đóng xong đấy ạ. Hàng được đóng gói rất cẩn thận kỹ lưỡng bác ạ. Các góc cạnh được chèn xốp này. Chèn xốp chống sốc, chống va đập. Và đồng thời được bọc thêm một lớp màng ni lông này, chống ẩm, chống ướt bác ạ. Đảm bảo khi hàng hóa trên đường vận chuyển đến tay bác ạ. Một lần nữa em xin thay mặt toàn thể anh em trong công ty xin cảm ơn bác ạ. Xin chúc bác có nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin cảm ơn bác ạ. Xin chào bác ạ. Hẹn gặp lại.